Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức thanh tra kiểm tra 47 bến bãi. Trong đó, có 4 trường hợp bị xử phạt, tổng số tiền xử phạt 16 triệu đồng, đình chỉ 17 lượt phương tiện vi phạm do hết hạn đăng kiểm kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thu hồi một quyết định công bố hoạt động bến theo quy định và tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông Mai Xá. Lý do, Ủy ban nhân dân xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ chấm dứt hợp đồng thầu bến với chủ bến, đình chỉ hoạt động 4 bến do không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định. Để đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão như hiện nay, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bến thủy nội địa, khai thác khoáng sản của các tổ chức cá nhân, đồng thời xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm.